Đây là bạn Phạm Hoàng Yến ở tận dưới Hải Phòng đã lặn lội đến đây rất là sớm để chia sẻ những cái tình cảm yêu thương của mình đến với hoàn cảnh nghèo đó, bà Hoàng Thị Minh ở xóm 4, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Và còn đây tiếp theo là gương mặt đã gắn thẻ nhân đạo để cung cấp gạo một năm cho một số hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đại Từ này. Nhóm chú đâu? Nhóm chú đâu? Nhóm chú bác vào đi. Bạn bạn Trang vào đi, bạn Trang ơi. Em ạ. Đây là người em gắn thẻ đấy. Gắn thẻ. Đây. Đây là bạn bạn Trang là người gắn thẻ từ thiện nữa. Đây là bạn đây Trang gạo một năm. Đây là bạn Trang ở Thanh Trì, Hà Nội gắn thẻ cho bà trong vòng một năm, tức là gạo hàng tháng như là cháu vẫn đưa đến cho bà gạo này rồi nước mắm, muối mì chính, mì tôm đấy. Đấy là bạn Trang. Đấy là của bạn Trang đấy. Của bạn Trang đấy. Đấy. À. Đấy người đi, tháng nào bọn em thăm bà. Đấy. Cái nữa có vẻ ở bà nhá. Ở đây thanh tịnh nó cũng như ồn ào như Hà Nội. Ở đây thanh tịnh. Thôi bà khỏe đi, bà đừng buồn nữa, bà ổn ổn nữa đấy. Nhóm chú vào đi. Nhóm mình đâu rồi? Xong rồi chúng ta đi. Đâu rồi cái nhóm chú anh đi. Mời xem mày ơi, tao chưa nghe như mày ơi. Nhóm mình vào đi. Đấy nhóm mình vào đi. Tao ở công nhân vào đi. Nhóm mình vào đi chị ơi, chị thấy cô đâu rồi? Cái này là khó cháy cháy đi đâu, nghe chừng là bà đừng khóc nữa, bà ốm rồi đấy. Bà đừng khóc nữa, chúng con đừng khóc nữa. Nào cháu giật cái điện thoại của bà chứ mà. Đây đây đây. Đây là bạn gì đấy nhỉ? Bạn nào đấy nhỉ? Cái gì giảng? Phan Văn Giảng à? Từ lấy giờ chưa sướng danh là cả. Bạn Phan Văn Giảng ở đâu? Là em trai của chú Bắc. À, em chú à, là chưa uống rượu rồi nhưng mà quên. Rồi ok. À, Việt Bông này,